Yo, what's good? What's popping? 여러분 반갑습니다. 힙합을 사랑하시는 시청자 및 구독자 여러분, 저는 24/7 chilling입니다. What's good? I'm 24/7 chilling. Now I'm making a reaction videos for overseas hip-hop, R&B, and all the black music. And I also making a street fashion live video. If you like my channel, please subscribe, like, and notification. You already know. Blast. 24/7 chilling. 자, 여러분, 랩비에도 끝났으니까 이제 좀 밀렸던 그동안 못했던 리액션 비디오들 열심히 제가 만들고 있는 거 아마 보이실 거예요. 사실 이 비디오도 지속적으로 많은 분들께 추천을 받았던 영상이었는데, 근데 사실 제가 이걸 리액션 비디오를 해야 되나 말아야 되나 고민을 했었어요. 왜냐하면 이게 랩 배틀에 관련된 비디오인데 제가 이거를 뭔가를 얘기를 하려면 그들의 가사를 알아야 되잖아요. 근데 제가 그들의 가사를 아무리 찾아봐도 알 길이 없는 거야. 그래서 어떻게 해야지 했는데, 그냥 아무 생각 없어. 나는 어차피 외국인이고 아직 베트남어를 모르잖아요. 그냥 단순히 내 자유롭게 내 생각을 얘기할 수 있잖아, 내 나의 채널에서. 그쵸? 그래서 그냥 이 비디오를 아무 생각 없이 보기로 했어요. MCK vs 오사드의 그 랩 배틀 2019-2020 이렇게 나누어진 이 랩 배틀 비디오를 볼 겁니다. 여기 뭐 약간의 부연 설명들을 보니까 그냥 이거는 약간의 컨셉으로 이제 둘만의 어떤 랩 배틀이고, 실제로는 둘이는 굉장히 각별한 사이라고 여기 뭐 설명글 같은데 해석해보니까 그렇게 되어 있더라고요. 아마 그래서 약간 저는 그런 의미로 생각했어요. 요즘 미국 래퍼들이 많이 하는 그 versus 배틀 그런 거 있잖아요. 말 그대로 이 싸우는 느낌이 아니라 그냥 자랑하듯이 그냥 뱉는 약간 그런 느낌의 그냥 엔터테인먼트 같은 컴피티션? 약간 그런 느낌으로 저는 받아들였거든요. 뭐 아닐 수도 있겠지만 그렇습니다. 이 영상을 보고 이제 여기 댓글 다신 분들의 의견들이 많이 갈리는 것 같아요. 뭐 MCK가 좋다, 오사드가 더 좋다, 뭐 이렇게 하시는데, 저는 뭐 가사를 이해하지를 못하니까 모르겠습니다. 그냥 저 아시죠? 가사 모르면은 그냥 뭐 라임, 플로우, 그냥 이런 바이브만으로 그냥 저의 생각을 자유롭게 얘기하는 거. 그냥 저는 그런 느낌으로 볼게요. MCK vs 오사드의 2018 그리고 2020 랩 배틀 비디오를 보도록 할게요. Yo, okay, let's get it. Yup, are you enjoying watching my video? Have you still not subscribed to my channel? (2018년에) MCK는 저런 모습이었군요. 뭐야? 그 이거? Rap this không được chỉ bậy. Chỉ bậy là đéo văn minh. Chết 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 chết. Tí thì mình nhầm. 어? 갑자기 기타를 꺼내네? 기타를 연주하면서 랩을 한다니. 목소리가 되게 중독적이고 좋아요. 래퍼들이 갖고 싶어 하는 목소리를 갖고 있어. 제가 MCK를 좋아하는 래퍼로 생각하는 이유는 스킬도 좋지만 저 발음하는 딜리버리? 랩 딜리버리 능력이 되게 좋은 것 같아요. 그냥 외국인이 들을 때 제 생각이에요.
làm người âm phủ bay lắc bảo sao bây giờ chết gấp trong đêm. Boto rap battle này thì iruke rap battle là đó. Bảo thế mới lọt lỗ tai còn em thì chắc chắn là không, anh nổi tiếng quá đến camera cũng nhận ra anh là người âm ti làm video đầu đất chân trời cố gắng thể hiện thật là lâm ly. Bài này không gọi là diss mà bài này thuộc dòng indie, bài này nghe cuốn như indie. Thế xin thưa mặt nó ngọt ngào nhỉ? Wow, beat hay vãi. Scra. Để tôi quay nốt bạn này. Đây là DLC. 2018년에 오사드겠죠? Ê, thấy tao nổi thì cắn với lý lên đéo ra đâu vào đâu. Nó tao lên mang lấy cút về rồi kéo ra sâu vào nhau. Mọi việc tao làm là dễ thì sao lại đéo ai làm. Với người rap mấy bài mà đéo anh nghe đến méo quay hàng. À, lời nó thì gió bay, tâm tao thì khó lay. Muốn ghen thì có ngay một khi tao cất tiếng thì chúng mày chỉ có tay. Mục sôi lên đường bù đồ Flow를 되게 물흘러 가듯이 잘 타네요. Tao thức đêm để viết nhạc, mày thức đêm để đập đá. Thấy tao nổi thì lại hỏi sao thằng này lại may mắn quá. Trước giờ anh cũng biết chó thì hay cắn ma. Tao là người âm phủ thì tự hỏi ai là chó đây ha. Nhạc lên thì vẫn nhảy star thì vẫn đang vẫn lên lửa đi thả thế nhưng vẫn lên mặt chỉ rất căng. Sống cho có ích đi thay vì đi phán xét. Giàn mặt thằng trẻ trâu chẳng bao giờ tao ngán hết. 2020년 요게 좀 더 판단하기 쉽겠어요. 누가 더 좋을지에 대해서 다들 좀 이제 yeah. 스킬들이 좋아졌을 거란 말이지. 에이 에이 nhận được có beat trên YouTube. Rất ta có rap nghe feel chút. Bỗng nhiên không muốn làm gì, thả tâm trí và follow thân để beat cho con nhanh phút giây. Nghe nhạc tao xong bài này ở lại. Lắc lư của tao để cái trở ngại. Bước chân vào rap game tôi có số không, vì ai cũng có lúc khôn và có lần nhỡ dại. Không quan tâm điều chúng mày nói, chỉ quan tâm điều chúng mày làm. Phát ngôn linh tinh từ dưới trời cối, không biết gì về tao, đừng sao. Ăn ngồi với rap miệt mài ra flow, làm mày bất ngờ chỉ với vài ba câu. Hai phản xét không phải tai ba đâu, không kê vì khoảng cách tao với mày xa nhau. 2018년이랑 2020년에 그 랩 스킬이나 이런 게 엄청나게 발전했네. 차이가 확실히 느껴져. Gang. Gang. No. You're the jury. Gang. Shut up.역시 2018년 MCK와 2020년 MCK도 차이가 있네. What up? What up? 오, 또 있어. 오. 오. 비트 좋다. 나가 힙합. Dây chuyền vàng lè lưỡi lấy lè mới gọi là hip hop. Tay chân bẹ sỏ như bánh xe mới gọi là hip hop. Mặt hip mồm hop luôn nghĩ là mình vô chỉ khiến mày ngu đi. Bởi vì hip hop đến từ trong tư duy, mãi mãi đứng ở đằng sau. Ê, cắn càng lẽ thì càng đau. Ê, cả đời mà chỉ ngước theo tao, mày muốn leo cao nhưng không thể bằng nhau. Không fake không fake như diễn viên diễn ra không cần tattoos. Nhạc quân luôn ly không cần lấp cấp như đi vào tabu. Cho cắn càng thường anh thích nghe rằng chất rắn vàng đó nghe xích xe tăng. Nên học nói trước khi mày học ăn, bỏ quên cái bài học từ mai học văn. Ồ, chúa rồi. Ồ, tốt quá thân bị thiểu. Mày bốn chiều các con quá, nên là các con sinh hư đúng không? Thôi được rồi, các con thích là được. Listen up. Bố cũng đâu có muốn thế đâu. Nhạc của bố nó cứ bị hay. Mày học sửa trước khi học ăn, bảo sao thì có nó có bị cay. Nếu chỉ đợi ngu ngược sẽ hip hop hơn thì công nhận quả là ngu. Đeo có vàng đến đeo trên người nên thằng hôn con này nó tin ngay. Đeo nhiều vàng đeo phải là bư đi. Đeo nặng cổ vì thấy mình dư sức. Nếu hip hop của mày là tư duy thì công nhận tư duy nào cũng tức. Fan của mày còn chưa mọc lông lồn, còn fan của tao đã cạo được lông nách. Fan của mày nó gọi là ngu si, còn fan của tao thì gọi là phong cách. Ô sát dạy tao về hip hop, anh em tao bảo tao là cuội. Bố mày đã cho mày ăn ngày cái đầu buổi, vì dù sao tao chỉ để ai có mặt cười. Mày nên xem lại cái sân nhà mày right now, ngước mắt lên trên để được nhìn thấy dài. Tao xứng đáng để được cho vào bao xác. Bố mày cắt cổ mày như bò săn đầu người, bitch. Bố mày cắt cổ mày như bò săn đầu người.
그렇습니다. 뭐 누가 좀 더 우위에 있다라고 얘기하기는 조금 단정짓기는 어려울 것 같아요. 왜냐하면 저는 일단 2018년에 둘이 이렇게 랩 배틀 했던 거는 그냥 배제하고 2020년 네, 두 사람의 모습으로 그냥 생각해보고 얘기를 해봐야 될 것 같아요. 사실 랩을 듣는 재미가 2020년 네,도 이제 라운드 1, 라운드 2로 나누어져 있잖아요. 그러면 2020년 라운드 1에는 MCK가 좀 더 랩을 들을 때 재미가 있었어요. 턴업 시키는 랩 플로우들이 굉장히 많았다고 봐요. 좀 그때는 오사드는 좀 약간 단조로운 느낌. 근데 마지막에 이제 라운드 2로 넘어갔을 때는 사실 MCK의 벌스도 듣기 좋은데 라운드 1만큼의 어떤 그런 플로우의 어떤 다채로움? 뭔가 그런 게 없었어요. 오사드 같은 경우는 뭔가 이렇게 다채로움은 없지만 굉장히 부드럽고 유연하게 랩을 풀어나간다는 거, 그게 또 좀 더 매력적인 거 같고. 물론 이거는 저는 가사를 모르기 때문에 뭐가 뭐 이게 좋다 안 좋다라고 판단하기는 어렵지만 그냥 외국인으로서 그냥 저는 무승부 같은 느낌으로 비디오를 시청한 것 같아요. 둘 다 잘하는 것 같아요. 둘 다 잘합니다. 근데 뭐 약간 여론들을 보면 여기도 좀 갈리는 것 같더라고. 뭐 MCK가 잘했다, 오사드가 잘했다. 근데 뭐 저도 여러분들한테 사실 솔직하게 얘기를 하는 편인데 이거는 진짜 모르겠다. 다시 말하면 2020년에서 두 개 라운드에서 첫 번째는 MCK의 랩이 좀 더 인상적이었고 두 번째는 오사드의 랩이 좀 더 인상적으로 들렸어요. 그렇기 때문에 누가 더 좋다라고 얘기하기가 어렵다 라고 정리를 저는 해봤습니다. 가사만 알면 더 재밌게 랩을 들을 수가 있을 텐데 가사를 구하지도 못하고 알아듣지 못하기 때문에 그게 좀 더 답답한 느낌은 있습니다. 그래도 저는 언어를 몰라도 외국 래퍼들이 이렇게 서로 랩 배틀하는 이런 거를 영상들을 자주 보거든요. 재밌어요. 듣는 재미가 확실히 있습니다. 자, 여러분들의 의견은 어떠신지 모르겠습니다. 의견이 있으신 분들은 댓글로 많이 남겨주시고 저희 24/7 치리 채널이 마음에 드시면 구독, 좋아요, 알람 설정 해주시고요. 저는 다음에도 재밌는 영상으로 다시 돌아올게요. 여러분, 감사합니다. Peace out. If you want to watch more video,